Xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong một cái bản điểm tin cuối tuần vào ngày thứ sáu, rất là quen thuộc đối với cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ view lại tất cả cái diễn biến, các cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích thị trường trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ view lại một số các mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành cũng rất là cơ bản. Và phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ có một vài phân tích định lượng về xu hướng thị trường của tuần giao dịch tiếp theo. Kết thúc phiên giao dịch tuần cũ thì Hùng đã ra bản tin video số 167, trong đó chúng ta có phân tích đánh giá xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 8, đề cập lớn đến vấn đề thị trường chung tiệm cận vùng kháng cự mạnh. Cùng với đó thì chỉ số VN30 và phái sinh có thể quay về test lại cung ở vùng 1460 đến khoảng vùng 1465 điểm, và chỉ số VN Index ở vùng 1328 điểm các anh chị. Và có một cái ý trong cái tuần vừa qua, trong cái tuần giao dịch vừa qua, thì chúng ta có 3 cái ý chính mà chúng ta cần phải đề cập lại, chúng ta cần phải nói lại. Thì cái ý thứ nhất đó là kết thúc cái phiên mà giao dịch ngày thứ hai ấy, thì Hùng đã có nhấn mạnh lại một số các cái ý. Và cái ý thứ nhất đó là kết thúc cái phiên giao dịch ngày 3 tháng 8 thì các anh chị có thể quay lại cột mốc đó. Thì tại thời điểm đó thì Hùng Lê có lấy cái cột mốc của kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai, của ngày 3 tháng 8 và từ cái mốc đó thì chúng ta cộng thêm khoảng 30 đến 40 điểm nữa, tức là cái dự phóng, cái dư địa đi của thị trường đó chính là cái vùng kháng cự mạnh của thị trường. Và chúng ta cộng như vậy thì nó sẽ ra được cái điểm số của VN30 và phái sinh là sẽ rơi vào cái vùng kháng cự ở 1500 đến vùng 1510 điểm. Tức là lấy cái điểm số kết thúc của phái sinh và VN30 của phiên giao dịch ngày 3 tháng 8, các anh chị cộng thêm 30 đến khoảng 40 điểm nữa, tức là chúng ta dò tìm cái vùng kháng cự ngắn hạn. Và cùng với thời điểm đó thì chúng ta cũng có mốc kháng cự ngắn hạn của thị trường ở vùng 1370 điểm. Tức là chúng ta lấy 1330 điểm mà chúng ta cộng thêm 30 đến 40 điểm nữa. Thì cái con số 30 đến 40 điểm này thì Hùng tính toán dựa trên cái dư địa đi của các nhóm ngành có thể đi được nữa. Tức là mình tính sơ sơ thôi. Cái con số tính toán này thì mình tính toán bằng kinh nghiệm. Nó không có một cái phần mềm nào để chúng ta phân tích và chúng ta đánh giá cái việc đó cả. Và chúng ta dự báo một cái xu hướng như vậy thì thị trường nó sẽ tiệm cận vào đâu. Tức là với một cái dự báo sớm của Hùng Lê như vậy thì Hùng đã tính toán cái vùng kháng cự của VN Index nó rơi vào vùng 1360 đến vùng 1370 điểm. Và với đà hưng phấn hiện tại thì sau một tuần thì vào phiên thứ ba ngày mai thì thị trường sẽ cán các cái vùng target kháng cự. Và như vậy trong ngắn hạn thì Hùng Lê sẽ dự báo rằng đây sẽ là cái vùng kháng cự của thị trường trong cái nhịp hồi này. Ý thứ nhất rất là quan trọng. Vậy thì kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì các anh chị có thể thấy rằng là thị trường của chúng ta đang giao dịch rất sôi động các anh chị nhá. Phiên giao dịch ngày thứ hai ra giao dịch rất sôi động. Và sau cái sự giao dịch sôi động đó thì Hùng đã đưa cho các anh chị một cái bức tranh tổng thể về vùng kháng cự của thị trường. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, sang phiên giao dịch ngày thứ ba thì chỉ số phái sinh của chúng ta một lần, hai lần, ba lần chỉ số phái sinh của chúng ta đi về vùng 1505 điểm và sau đó bị đạp lại đó. Vậy thì chúng ta tính toán cái tọa độ của vùng kháng cự là 1500 điểm đến vùng 1510 điểm, ý thứ nhất. Và đối với chỉ số phái sinh thì chỉ số VN30 thì các anh chị cũng có thể thấy đây. Đó, sau khi mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cái chỉ số VN30 nó chỉ đang đóng cửa ở vùng 1499 điểm đó. Và đến giao dịch rất hưng phấn và chỉ số VN30 đến thời điểm mắc nhất đã đạt 1509 điểm các anh chị, tức là suýt soát vùng 1510 điểm. Và một lần, hai lần, ba lần trong tuần giao dịch vừa qua thì chỉ số này đã chạm vào cái vùng biên kháng cự của chúng ta tính toán, chúng tạm chạm vùng biên kháng cự tính toán của chúng ta và bắt đầu thị trường có những dấu hiệu suy yếu.
Và cùng với đó thì các anh chị cũng có thể nhìn biểu đồ của VN Index ở đây. Đó. Thì kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ hai là index mới ở vùng 1.360 điểm thôi. Thì Hùng Lê có tính toán và có nhấn mạnh lại cho các anh chị vùng 1.360 đến vùng 1.370 điểm. Đây các anh chị nhìn thấy đây, 1.370, 1 nhát, 2 nhát, 3 nhát, 4 nhát. Chạm về vùng này thì thị trường của chúng ta đã đổ lại và đây là cái vùng kháng cự ngắn, kháng cự ngắn của thị trường. Như vậy thì ngay khi kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cũng đã cho các anh chị thấy một cái bức tranh tổng quan của thị trường, đâu là vùng kháng cự và vùng kháng cự thì chúng ta cần phải làm gì. Cái này cũng đã nói rất là nhiều rồi các anh chị, chúng ta sẽ không nhắc lại. Đó, ví dụ như chúng ta phải thứ nhất là hạ tỷ trọng margin, thứ hai là chúng ta sẽ phải chốt lãi ở những cái vùng kháng cự. Đó. Thứ ba là chúng ta cần phải cái việc làm rất quan trọng mà rất nhiều các tài khoản không làm được, đó là chúng ta phải đưa cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu về ngưỡng an toàn. Vì sao lại như vậy? Vì khi thị trường ở vùng kháng cự thì chúng ta sẽ không thể tính toán được hết các cái yếu tố tạo lập của thị trường. Và vô hình dung nếu như mà chúng ta không chốt lãi và chúng ta không đưa cái thanh khoản của chúng ta về một cái tỷ trọng tiền mặt trên cổ phiếu hợp lý thì thị trường chỉnh là chúng ta sẽ không có tiền để mua. Đó, vì vậy tại những cái thời điểm mà thị trường gặp kháng cự thì một cái con số mùng đưa ra cho các anh chị một con số 50/50. Đó, con số đấy lại Văn Sâm đã chia rất là đẹp rồi. Thì 50% chúng ta nắm giữ cổ phiếu, 50% chúng ta nắm giữ tiền mặt. Sẽ có hai trường hợp xảy ra khi thị trường gặp vùng kháng cự. Trường hợp thứ nhất là sau khi chúng ta chốt xong, chúng ta có 50% tiền mặt, thị trường tiếp tục tăng. Ok, thị trường tiếp tục tăng thì tôi vẫn còn 50% tiền trong cổ phiếu, tôi sẽ chốt ở những target cao hơn, đúng không anh chị? Rồi 50% tiền mặt đó cứ để đó, không có lo gì cả, một năm chúng ta có rất nhiều cơ hội để đầu tư. Trường hợp thứ hai, nếu sau khi chúng ta chốt xong, thị trường sập, ok, chúng ta đã có 50% tiền mặt của chúng ta sẵn ở đây rồi. Cổ phiếu chỉnh tạo nền tích lũy, cổ phiếu có những cái vùng hỗ trợ đẹp hơn, tốt hơn, ok, chúng ta sẽ cân lại 50% chúng ta đang có và tiền chúng ta có, cổ phiếu chúng ta có, chúng ta sẵn sàng mua những mã cổ phiếu chúng ta đang có trong tài khoản của chúng ta. Chúng ta lướt T1, T2, T3 khi thị trường tạo đáy, khi thị trường có những nhịp hồi. Ý thứ hai rất quan trọng và có nói đến cho các anh chị là chúng ta đã có một về các cái điểm mua cổ phiếu gần như đã rất là khó khăn trong cái tuần giao dịch vừa qua, đúng không? Chúng ta không có những điểm mua đẹp nữa, bởi vì những cái điểm mua đẹp là chúng ta đã phân tích thị trường tạo đáy từ những cái vùng trước đó, và đến cái thời điểm này đó là thị trường chạm kháng cự thì chúng ta sẽ chốt lãi. Đó, chúng ta từng cái giai đoạn của thị trường chúng ta cần có những cái công việc, đó, cần có những cái công việc mà chúng ta cần thực hiện. Ý thứ hai là như vậy, là ý thứ hai là chúng ta cổ phiếu đạt kỳ vọng rồi thì chúng ta chốt đi, chốt lại đi. Đó, chúng ta đừng có để khi thị trường rơi 40-50 điểm chúng ta không xử lý được đâu, thần kinh của chúng ta không xử lý được đâu. Ý thứ ba, và theo quan điểm nhận định hiện tại của Hùng thì thị trường sẽ có một điểm nhún trong nhịp tăng này. Tức là cái xu hướng của thị trường thì Hùng vẫn đánh giá tiếp tục tăng, nhưng trước khi thị trường tăng tiếp thì thị trường của chúng ta cần phải có một nhịp rũ, cần phải có một nhịp xả. Và để tận dụng được tối ưu cái nhịp rũ nhịp xả này thì chúng ta cần phải làm gì? Thì chúng ta lại quay lại cái ý 1 và cái ý 2. Đó là thanh khoản của tài khoản, đó là những cái việc mà chúng ta chốt lãi. Chúng ta chốt lãi một phần và chờ thị trường chỉnh, gặp những cái vùng hỗ trợ, những cái vùng đẹp là chúng ta sẵn sàng chúng ta gom thêm cổ phiếu. Đó, thì cái ý thứ 3. Tô điểm thêm cho các cái ý trước và Hùng Lê đã có phân tích. Và cái ý thứ tư là phiên mai thì tức là phiên giao dịch của ngày thứ ba thì chúng ta sẽ tập trung để xem thị trường công kháng cự, chốt lãi nếu có, cùng với đó thì cân thêm các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang có những vị thế tốt, vân vân và vân vân. Thì đấy là bốn cái ý rất quan trọng được phát đi trong tuần trong bản tin của team của chúng ta. Một cái ý lớn thứ nữa đó là chúng ta khi mà thị trường công kháng cự thì chúng ta lại có những cái ý như thế nào. Đó, thì các anh chị biết là đến phiên ngày 11 tháng 8 lúc đó khoảng bao nhiêu thời gian thì không nhớ ở đây, nhưng tại thời điểm đó thì cũng tiếp tục đánh giá cái vùng thủ của thị trường.
vùng thủ của thị trường anh chị nhé. Tức là công kháng cự rồi thì thị trường sẽ thủ lại ở đâu? Thì đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì cũng lấy cái biên 1.485 đến vùng 1.490 điểm làm cột tiêu. Đối với chỉ số VN Index thì cũng sẽ lấy cái mốc 1.350 điểm đến vùng 1.355 điểm làm cột tiêu. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong tuần vừa qua, đúng không ạ, chúng ta sau những cái điểm công về mặt kháng cự đó, thì các anh chị nhìn thấy ba phiên ngày thứ ba, phiên ngày thứ tư và phiên ngày thứ năm, thì mỗi một lần VN Index chạm VN30 chạm về vùng 1.485 đến vùng 1.490 điểm thì xuất hiện cái gì đây các anh chị? Một cái lực long lại đó, một cái lực long lại. Và đến ngày thứ tư, cái điểm này thì tí nữa ông sẽ đánh giá đó, tức là thị trường của chúng ta luôn luôn có những cái biến động, và khi nó có những cái biến động như vậy thì chúng ta sẽ có những cái tình huống xử lý như nào. Rồi đối với chỉ số phái sinh thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư và ngày thứ năm, các anh chị ba phiên đây, thì chúng ta đã lấy cái biên 1.485 đến 1.490 làm cột tiêu và dự báo rằng thị trường có thể sẽ long lại, có những cái lực bật long lại từ vùng hỗ trợ này. Ok, đối với chỉ số index của chúng ta, đúng không ạ, chúng ta lấy vùng 1.335 điểm các anh chị, 1.350 điểm đến 1.355 điểm làm cột tiêu. Và các anh chị nhìn thấy đây, trong những cái lần test về mặt kỹ thuật đó, nó khi chạm về những cái vùng hỗ trợ đây thì thị trường của chúng ta tiếp tục bật lên, thì đấy là những cái đánh giá xuyên suốt cho đến kết thúc đây các anh chị, ngày 11 tháng 8, đúng không? Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư, tiếp tục có những cái đánh giá rất là chi tiết cho các anh chị có một cái bức tranh tổng thể, và gần như là các anh chị không có còn phải lăn tăn ở một cái điều gì nữa cả. Đó, ví dụ như vậy. Đó thì trong cái phiên giao dịch của ngày buổi tối ngày hôm qua, khi mà thị trường của chúng ta bị đánh mất các cái ngưỡng hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong phiên giao dịch của ngày thứ năm, thì kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ năm đây, ngày hôm qua thì cũng tiếp tục có những cái phân tích định lượng về thị trường. Và ông có nói vui là cái chiến tuyến giữa cái việc long sọc hiện tại đang rất là mong manh. Và hơn nữa thì trong cái câu chuyện phiên giao dịch của ngày thứ 5 là VN30 và phái sinh bị mất đà, chính vì vậy phiên ngày mai, phiên kết tuần sẽ là một phiên giao dịch rất là quan trọng trong các biên hỗ trợ ngắn. Tiếp tục, nếu trong trường hợp thị trường tiếp tục đánh mất các điểm số thì đó là một cái tín hiệu rất là xấu của thị trường. Và dự báo về việc VN Index có thể test lại vùng 1.350, nhưng khả năng cao là sẽ có điểm test sâu ở vùng 1.335 điểm đến vùng 1.340 điểm. Tức là ông đã chuẩn bị một cái kịch bản khá là xấu cho phiên giao dịch của ngày hôm nay. Và Index có thể đi về vùng 1.335 đến vùng 1.340. Cùng với đó thì VN30 sẽ test ở vùng 1.365 điểm và sâu hơn thì có thể vùng 1.400 55 điểm, và phái sinh sẽ quay về test vùng 1470 và sâu hơn sẽ là một vùng 460. Và trên góc độ kỹ thuật, nếu đó thì ông có nói, nếu như mà phái sinh đóng dưới vùng 1470, VN đóng dưới vùng 1475 và Index đóng dưới vùng 1350 điểm là xấu. Tức là sau khi thị trường test cung thì thị trường cần phải có những cái cây nến rút chân lên. Ok, thì thị trường của chúng ta sẽ chuyển cái trạng thái giằng co sang thứ hai tuần tới. Còn nếu như trường hợp thị trường không có test cung và thị trường bị mất các cái vùng hỗ trợ như vậy thì ok, chúng ta cần phải bán khá là nhiều các cái mã cổ phiếu. Thế thì cái điểm nhấn kỹ thuật cuối cùng của thị trường trong tuần vừa qua đó là chúng ta dự báo cái xu hướng thị trường có thể đi về đây. Thì các anh chị có thể nhìn lại đây, đó là index của chúng ta trong phiên ngày hôm nay đã test về vùng 1.300, lâu là 1.340, 1.300 bao nhiêu, 1.337 điểm, 1.337 điểm chính là nó đi về cái biên 1.340, 1.335 và sau đó thì có một cái lực long lên đây. Thì cái lực long này do đâu, vì đâu thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích cuối bản tin. Nó sẽ có nhiều cái yếu tố rất là hay trong những cây đánh long hơi thần tốc như này. Đó, sẽ có phân tích cuối bản tin.
Cùng với thời điểm đó thì cũng có dự báo về khả năng phái sinh sẽ đi khi mà nó sẽ test lại vùng 1470 điểm, và 1470 điểm này thì sẽ đi về vùng 1460, và trên thực tế thì phái sinh test về vùng 1465 điểm. Đó thì những cái dự báo của ông Lê đây. Đó, VN30 phái sinh. Đó. Còn VN30 thì dự báo là test về vùng 1465 điểm và sâu hơn thì có thể hướng về cái ngưỡng kỹ thuật của nó là 1455 đây, tức là ngày hôm qua nó chuẩn bị hai kịch bản, một là test về đây hồi lên mà hồi được thì là ok, còn nếu mà test về đây mà không có cái lực hồi thì nó sẽ đi về 1455. Và trên thực tế thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó chỉ test về vùng 1465 thôi, thấp hơn 1465 một tí, nhưng mà cái nến long ở sau đó thì nó đã kéo lại thị trường long. Đó thì ngày hôm nay thì chúng ta có thể chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu ít đi, nhưng chúng ta sẽ có một cái góc nhìn rất tổng quan về thị trường. Thị trường của chúng ta luôn luôn biến động và chúng ta cần phải phân biệt, nhận định được đâu là kháng cự, đâu là hỗ trợ. Rồi sau khi chúng ta nhận diện được những cái câu chuyện đó rồi chúng ta hẵng đi mua cổ phiếu. Còn nếu bây giờ chúng ta vẫn chưa thể mà phân biệt được đâu là kháng cự, đâu là hỗ trợ thì chúng ta sẽ rất là khó khăn. Và qua một cái ý mà Hùng Lê phân tích chi tiết như vậy để các anh chị thấy rằng là thị trường của chúng ta luôn luôn biến động, thị trường của chúng ta luôn luôn phải có những cái phân tích rất là sát để chúng ta nắm được cái đường đi của thị trường chung. Từ cái đường đi của thị trường chung đó thì chúng ta sẽ triển khai ở những cái phương án chi tiết về cổ phiếu, chúng ta nên mua không hay là chúng ta nên chốt, vân vân và vân vân. Thì đấy là tất cả cái kịch bản về thị trường trong tuần vừa qua. Đó, nói trên bản tin thì nó sẽ không hết được, nhưng trong tuần có 5 phiên giao dịch thì nó sẽ có 5 cái biến khác nhau, 5 cái yếu tố khác nhau và 5 cái góc nhìn khác nhau, 5 cái tâm lý giao dịch khác nhau, nên là chúng ta sẽ rất là cần thiết những cái tâm lý giao dịch như thế này để chúng ta ổn định. Đó, ví dụ về hỗ trợ rồi, ok thì chúng ta bình tĩnh lại, chúng ta chờ xem là hỗ trợ này thì có bật lên được không, hoặc là về đến kháng cự rồi thì chúng ta chốt thôi. Đó, nếu mà không có những cái cơ hội bật lên, vân vân và vân vân. Ok. Rồi, phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi view nhanh thôi các cái mã cổ phiếu trong tuần, và cổ phiếu nào mà view được thì chúng ta sẽ view, còn nếu mà chưa view được thì các anh chị có thể comment ở dưới bản tin và Hùng sẽ dành thời gian để phân tích cho các anh chị. Đối với VIX hiện tại chưa có nhiều yếu tố đột biến, kháng cự của VIX vẫn là 115, các anh chị đây nhìn thấy đây, và hỗ trợ thì khả năng sẽ đi quanh 110. Vinhome thì trong tuần chúng ta đã phân tích cái target lên vùng 120 và nó đã đạt 120/120, khả năng sẽ có những điểm test chỉnh ngắn. VRE hiện tại thì vẫn đang có những cái tín hiệu xây nền, tạo đáy, và đối với các tài khoản đang cầm VRE chúng ta có thể canh gom thêm ở quanh vùng 27.5. Đó, nôm na là có thể vùng đấy thì chúng ta có thể canh gom. Sapeco hiện tại thì nó cũng không có gì đâu. Cổ phiếu này thì trước đây thường là giữ nhịp, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó cũng không có nhiều các cái yếu tố ảnh hưởng đến với chỉ số VN Index nữa rồi. Xu hướng sẽ kéo lại về 150, khả năng là sẽ test lại cung ở đây thôi, không có nhiều yếu tố đột biến. Vinamilk trong tuần, trong bản tin tuần trước thì cũng có nói đến anh chị Vinamilk chúng ta phải mua được rồi, và đến kết tuần thì dự kiến là lên vùng 92, nhưng mà lên được đâu đó đến đây bao nhiêu, 91.5, tức là cách 0.5 nữa thì đạt target tuần thì cổ phiếu chỉnh. Với cái mức chỉnh hiện tại thì tuần tới sẽ quan sát ở quanh vùng 89. GTN, ok, GTN nhịp này chúng ta tiếp tục gom lại GTN, và mục tiêu của GTN những cái nhịp nhỏ nhỏ thế này thì chúng ta đã có những cái phân tích rồi các anh chị nhá. Dự kiến target sẽ đánh đến khoảng vùng 20, trong tuần có những vùng test tích lũy ở quanh vùng 80. Quanh vùng 18 tương đối là đẹp, khá là ổn. Ở nhóm ngành hàng không thì cơ bản là không có cái yếu tố đột biến ở trong cái thời điểm hiện tại các anh chị nhé. Chúng ta sẽ tránh nhóm ngành hàng không ra và chúng ta sẽ view cái mã cổ phiếu VDC. Về mặt yếu tố kỹ thuật thì VDC vẫn có những yếu tố về khả năng có thể kéo lên ở khoảng vùng 121.5. Trong tuần thì nó đi ngang ở biên 117.5 đến biên 120. Hỗ trợ ngắn của VDC ở quanh vùng 116. HVN thì hiện tại cũng không có nhiều các yếu tố đột biến đâu, cơ bản là nó sẽ quay lại test thôi, sẽ test lại vùng 21. Sau những nhịp kéo khá là dốc như thế này thì đa phần nó sẽ là trả gáp, và đây là những cái phiên mà với kinh nghiệm của Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ không bao giờ đua theo như thế này. Đó, và chúng sẽ chọn những cái phiên trả gáp để đôi có thể vào lệnh, chứ còn không có
không có mua trong những cái phiên mà đua xanh như vậy đâu. Ở BVH thì tín hiệu tuần thì cũng có đề cập đến khả năng là sẽ đánh lên ở trong nhịp này, sẽ đánh lên khoảng vùng 57. Ở phiên ngày hôm nay thì BVH có điểm lấp lại ở đây vùng 54. Như vậy thì nó cũng chưa thực sự là xấu đâu, về mặt lý thuyết là như vậy. Ở phiên ngày thứ hai nó sẽ có một cây nến xác nhận, và cái việc xác nhận là nó mất vùng 54 hay nó giữ lại được vùng 54 cộng thì lúc đó sẽ có phân tích thêm target, tức là nếu mất 54 cộng, mất 54 thì thôi là hỏng rồi, đúng không? PNG dự kiến là đánh lên vùng 100 nhưng mà 99 100, nhưng mà với tín hiệu của PNG như này là xấu rồi các anh chị. Dòng tiền cắm cục đầu đi xuống như này thì không có cái cơ hội nào để cổ phiếu đi lên cả. Đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Và tín hiệu xấu ở nằm ở góc độ là trong phiên thì có điểm sọt gãy qua cái vùng hỗ trợ nhưng mà cuối phiên thì có lấy lại. Tức là chúng ta vẫn lấy cái cột tiêu là 93.5 đến khoảng vùng giá 95. Đó, để chúng ta đánh giá PNG của tuần sau. MWG. MWG trong bản tin tuần dự báo sẽ đánh lại vùng 180 đến khoảng vùng 182. Thực tế thì đánh được suýt soát gần 1793 là các anh chị có còn có 0,7 nữa thôi là chạm target tuần rồi. Và sau đó thì cổ phiếu này đang có một cái nhịp chỉnh ở đây, thì những nhịp chỉnh này về mặt chỉnh lý thuyết là chỉnh như này khá là đẹp, không có vấn đề gì cả. Sang tuần thì các anh chị nào đang cầm con này thì quan sát vùng 165, 168 không gãy là được. Ri ở thời điểm hiện tại mục tiêu là Ri sẽ đánh lên, xem mũi tên xanh này đánh về đâu đây, 57.5. Suy soát đạt target thì chỉnh lại, phiên chỉnh ngày hôm nay thì lại đưa Ri về lại cái vùng hỗ trợ nền đây, và khả năng cao thì vùng 54.5 đến vùng 55 là Ri sẽ test lại các anh chị nhé, chưa chạy được ngay đâu, nhìn thế này thì chưa chạy được đâu, bởi vì dòng tiền đã cắm rồi, dòng tiền cắm thì khó rồi. MSN thì chúng ta sẽ phân tích ba mã cổ phiếu rất là cơ bản thôi. Trong tuần thì Masan đánh khá là tốt, đạt được mắc ở vùng 140. Nhưng sau đó Masan trả hết rồi. Phiên ngày hôm nay thì chính thức là nhìn thì là nến xanh nhưng Masan là đóng dưới vùng 134, như vậy là xấu. Sang tuần mới thì Masan khả năng sẽ test lại 130. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, sau khi mà Masan đạt đỉnh thì dòng tiền bắt đầu cắm đầu đi xuống. Và với một cái cổ phiếu mà dòng tiền mà cắm đầu đi xuống như thế này thì chỉ có một là đi ngang, hai là giảm giá thôi, chứ nó không có cái cơ hội tăng đâu. MSR trong phiên ngày hôm nay chỉnh lại, nó chỉnh kỹ thuật khá là đẹp đó anh chị, test lại 20 sau đó rút chân lên. Thì đối với cổ phiếu này thì chỉ có mua vùng hỗ trợ thôi, và lên đến cái điểm lưng chừng này thì các tài khoản mà có vị thế thì chúng ta mới cân, còn nếu mà không có vị thế thì tuyệt đối chúng ta không đua theo những cái điểm xanh ở trên này nữa. Thì MSR sẽ có những cái biên đi ngang ở quanh biên 20 đến 21 và break được vùng 21 với lực cầu xác nhận thì chúng ta sẽ xây lên target 22 và sau đó sẽ xây lên vùng 24 và vùng 25. MML rồi, lần thứ hai công lại vùng 79 đến vùng 80, đây là vùng kháng cự thì cổ phiếu lại đổ. Đổ thì nó lại về hỗ trợ đây rồi, hỗ trợ lại vùng 70, 71 ở đây, chúng ta lại chờ lại để chúng ta cân ở đây thôi. Đấy, cách đánh nó đơn giản như vậy thôi, nó cũng không có gì quá phức tạp. BMP thì trong tuần đã có những cái lực đánh bật lên vùng 57, nhưng mà cái cách đánh của BMP đoạn này nó cũng hơi chối nên là không có khuyến nghị đầu tư. Trong nhịp vừa rồi thì nhóm nhựa có khuyến nghị bắt cổ phiếu Baona và hiện tại thì cũng đang chờ cái target vùng 18. Trong tuần thì Baona giao dịch như thế này cũng được tạm gọi là tích cực khi mà vùng 16.7 của Baona này vẫn giữ nguyên. Thì cái góc độ kỹ thuật thì Baona có thể đánh chạm lên những cái vùng kháng cự và từ cái vùng hỗ trợ này không gãy các anh chị nhá, thì chúng ta lại đặt lại cái target kỳ vọng của Baona về lại vùng 18. Nhóm nhựa có mã cổ phiếu DAG, DAG thì cũng đang vận động ở vùng đáy thôi. DAG sau một cây nến rất là hoành tráng như này và quay về test lại vùng 5.4. Nói chung DAG thì chúng ta chỉ đánh ở những vùng 5.4, 5.3 thôi, chúng ta thì gom ở những vùng thấp thấp ở dưới này thôi này. Đó. Và sau đó thì T3, T4 chúng ta đạt khoảng 7 đến 8%, thậm chí là có thể 10% thì chúng ta ra hàng thôi. APH cũng là một mã cổ phiếu được phân tích ở trong thời điểm vừa qua có khuyến nghị đầu tư và nhịp 1 thì đã chốt ở vùng 50.
Chốt có nhiều tài khoản chốt không kịp thì chốt ở vùng 49 đó, và bản chất thì cũng đã có phân tích cho các anh chị là cái vùng kháng cự của nó ở đây là khoảng vùng 50 51 trước khi mà cổ phiếu này tích lũy trở lại để có thể đánh lên vùng 55, thì nó bao giờ nó cũng phải xả đó, nó xả cho tê những ông nào mà đu bám ở đây là coi như là đến đoạn này bắt đầu bán này, bán xong thì nó bắt đầu kéo. Thì xu hướng là APH sẽ có 1 đến 2 phiên sang tuần tới sẽ test tích lũy ở khoảng vùng 45 đến vùng 46. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục phân tích những yếu tố kỹ thuật ở đây và chúng ta có thể canh mua ở APH lại vòng 2 ở vùng này. Đó. Cũng là một mã cổ phiếu đó, nhưng những anh chị mà đua ở đây là về đây cắt lỗ rồi, nhưng mà những anh chị mà nghe những cái bản tin cùng lên thì chắc chắn là sẽ không đua ở đấy đâu, tin tưởng là như vậy. Kháng cự thì không không nên mua. FPT trong dự phóng về vùng mục tiêu là về vùng 100 nhưng đi đến khoảng được vùng 98, 98 năm. Thì bị đổ, và đây là những cái dấu hiệu thể hiện cái sự suy yếu của FPT. Phiên ngày hôm nay thì FPT có phục hồi cuối phiên và đóng lại được đúng vùng 95. Thì cái vùng 95 này là cái ranh giới giữa cổ phiếu đi tiếp và còn. Chính vì vậy nên là sang tuần tới thì FPT cần một cây nến xác nhận. Một là lấp lại trên vùng 95 cộng thì chúng ta sẽ có thể là kỳ vọng đánh lại về trăm, nhưng mà nếu mà phiên ngày thứ hai mà không lấp lại được thì sẽ quay lại về test lại nền ở đây là 91.5. Đó, tức là nó về lại cái điểm hỗ trợ bên này. DigiWorld trong kịch bản phân tích tuần thì có đề cập khả năng sẽ đánh lên vùng 170, 180. Trong tuần thì đi mắc lên được vùng 168, cách 2.000 nữa thì sẽ đạt target tuần, và sau đó cổ phiếu chỉnh giảm, và với lực cầu như hiện tại thì xu hướng là sẽ quay lại test 154, 155. Cổ phiếu CMG trong cái thời điểm hiện tại là có đánh giá cái xu hướng khả năng có thể mở trend kỹ thuật ở đây hay không? Thì trong hai cái điểm test kỹ thuật của CMG thì có cho có nhìn nhận ở trên góc độ, đó là thứ nhất đó là nó sẽ test lại về vùng ổn định ở vùng 43, thì trong tuần là có 3 phiên thì đang đang tương đối được gọi là tương đối ổn định ở trên vùng 43 cộng. Thì chúng ta sẽ cần thêm dữ liệu về mặt kỹ thuật, chờ đến lúc mà dòng tiền nó oằn ra là oằn ở đây và nó bật lại thì đấy mới chúng ta mới xác nhận cái xu hướng là CMG tăng giá trở lại, còn hiện tại thì nó vẫn đang nằm ở trong một cái kênh tích lũy đó, và thiên về kịch bản đi ngang và chỉnh giảm thì chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng 44 này một tí nữa. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp. Thì trong nhóm ngành xây lắp, trong bản tin tuần trước thì ông Lê đã có đề cập với tất cả anh chị em rồi. Đó là gì ạ? Đó là việc trong cái nhóm ngành xây lắp thì chúng ta thấy rằng là có cái sự phân hóa rất là lớn, và có khoảng 5 mã cổ phiếu mà ông Lê không phân tích, nhưng các anh chị quan tâm thì các anh chị có thể comment. Đó là HDG, đó là HDC, VPG, KDH, DPG và Nhà Từ Liêm, NTL, thì đấy là những mã cổ phiếu đang đi theo những cái trend rất là dài. Và lý do vì sao mà ông Lê không phân tích thì ông đã có trong trong cái bản tin tuần trước cũng có phân tích, và ông có nói đến cái câu chuyện là không phân tích những mã cổ phiếu này bởi vì về mặt lý thuyết là cổ phiếu này có thể đi về ở những cái target rất là lớn ở vùng 60, ví dụ HDG để đi về vùng 60, sau đó có thể đi về vùng 67 đến vùng 68. Thì cái câu chuyện là nhiều nhà đầu tư không hiểu được cái bản chất nên là họ cứ mua, thì nhỡ may là họ mua xong mà cổ phiếu lại không đi về được những cái target này thì họ bị hiểu sai bản chất, tức là khi cổ phiếu đi những cái trend kỹ thuật dài ấy, thì chúng ta phải có kinh nghiệm đó, mua dần, mua từ từ, và mua ở đâu, mua như thế nào thì ai mà cần á thì cứ comment cho Hồng Lê hoặc là inbox trực tiếp cho Hồng Lê sẽ hướng dẫn. Đó, hoặc là ví dụ HDC. Đó, thì HDC có thể đi về target 70 và thậm chí là ông có nói đến về target 80, nhưng không phải nói như vậy là chúng ta cứ ào ào cắm đầu cắm cổ chúng ta mua. Đó, và chúng ta phải có phương pháp mua. Đó, ví dụ như vậy thì 5 cái mã cổ phiếu đó là ông không có phân tích. Đó, mà chỉ phân tích những cái mã cổ phiếu mà đang còn điểm mua và cái nhịp vừa qua chúng ta có phân tích để chúng ta vào. DG rất là tuyệt vời. Chúng ta phân tích một cái trend kỹ thuật của DG từ vùng giá 22. Nâng tầm của em ấy lên trong bản tin tuần là nâng tầm đến tầm 30, và kết tuần thì gần như DG đã có một cái trend kỹ thuật tuần tuyệt vời.
Và với xu hướng hiện tại thì có thể đi về vùng 34 đến vùng 35, và theo thông tin bên lề thôi, cái này nó không chính thức, thì DG có thể đánh về vùng 50 đến tận vùng 60 các anh chị. Thì nói như vậy thì nó là một câu chuyện dài, nhưng mà nhìn nôm na với một cái dòng tiền duy trì khoảng tầm 15 đến 16 triệu cổ phiếu như này ở đây rồi là tiền to vào rồi, yên tâm là như vậy. Nhưng tiền to vào rồi không có nghĩa là chúng ta cứ ào ào chúng ta đua xanh đó. Ví dụ trong phiên ngày hôm nay DG có vùng 31.5 đó, ví dụ như vậy. Các anh chị trong team Hùng Lê có hỏi là DG có thể mua được ở vùng nào, thì khi mà DG mà đánh cái cây nến này thì cũng có phân tích một cái điểm về kỹ thuật của nó, những cái điểm test chỉnh có thể vùng 29 đến vùng 30, thì nó có hai cây nến là có thể mua được ở trong cái vùng phân tích này đó. Và tiếp theo thì mọi người lại tiếp tục hỏi là vậy sau khi đánh về 32 rồi thì chúng ta có điểm test kỹ thuật nào có thể mua được, thì còn đánh giá ở vùng 31.5 đó. Cái này là có ở trên, hình như có ở trên 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 này á, DG. Hoặc là mọi người hỏi trực tiếp thôi chứ cũng không không DIG. Đó, tức là có thể việc lung lắc ở bên này, và trường hợp không thủng 29 thì sẽ cân nhắc thêm những cái câu chuyện để chúng ta có thể cân thêm hàng. Tức là về DG là hiện tại là đang có những cái câu chuyện riêng và chúng ta sẽ phân tích tiếp, đúng không? LCG như vậy, LCG cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta trong tuần, đó là vùng 14 trên 14, và đến thời điểm hiện tại thì LCG cũng đang chạy theo những cái sóng rất là lớn. Và với lực cầu như thế này thì chắc chắn là LCG sẽ đánh break vùng 15, và khả năng cao ở trong nhịp này thì LCG sẽ đi về cũng đi theo những cái sóng lớn, giống như đi theo những cái sóng lớn của anh ở những anh em trước đây đã đi. Đó, ví dụ như vậy. IDC cũng là một cái mã cổ phiếu có phân tích, và trong tuần thì IDC đã có những cái điểm test tương đối đẹp ở vùng 34.5 đấy các anh chị, và đây sẽ là những cái vùng kỹ thuật mà các anh chị gom thêm hàng. Tức là chúng ta đã phân tích IDC ở vùng 30, sau đó thì có những cái điểm test cung kỹ thuật ở đây rất là đẹp, và mục tiêu thì vẫn đưa cái target của em này về khoảng vùng 38. Sell cũng đã có những khuyến nghị mua, và mục tiêu có những cái điểm test kỹ thuật có phân tích rồi, vùng 89 đến vùng 9 mà không gãy. Đây là chính là những cái điểm mà chúng ta sẽ gom thêm hàng với mục tiêu nhịp này đánh về vùng 10. DRH cũng đã báo mua rồi. DRH thì không biết là báo mua từ tuần trước. Chúng ta sẽ search lại. Hạn chế search những cái này các anh chị nhé, bởi vì thôi chúng ta cũng không 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 có câu chuyện nói trước nói sau đâu. Mùng 6 tháng 8 là khuyến nghị gom đủ hàng của DRH dưới vùng giá 9. Đó, nói chung là dưới vùng giá 9 là gom full hàng rồi. Thì hiện tại là nó đang đang có những cái điểm test quanh của DRH ở đây cũng đang đẹp rồi này. Nhìn thế này thôi, tức là nó trong tuần nó có một điểm test kỹ thuật khá đẹp về vùng 9.5 không gãy. Sau đó thì trong hai phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày ba phiên giao dịch ngày hôm nay vùng 98 đẹp quá, vùng 98. Khả năng là sang thứ hai tuần tới chúng ta sẽ đặt gom tiếp DRH ở vùng 98 với mục tiêu đánh về nhịp này. DRH cũng sẽ đánh tươm đấy, nhìn như thế này là đánh tươm rồi. IDC một mã cổ phiếu trong cái trend phân tích kỹ thuật và kháng cự 28 đó, các anh chị nhìn thấy 1 2 3 phiên, 3 phiên đội đầu 28 đập bẹp chết luôn. Và nó lại quay về vùng hỗ trợ biên trên 26 rất là đẹp, và phiên kết tuần thì đang công lại vùng 28 cộng. Như vậy thì cái cách mua nó rất đơn giản, là chúng ta tìm cái vùng hỗ trợ để chúng ta mua, và những cái vùng mà chúng ta có thể canh mua được đó là vùng 26, 262, 263. Đó, và nôm na về vùng 28 mà chốt tạm tí đó, hoặc là sau đó thì về 30 chốt. Mục tiêu thì em này vẫn đánh về vùng 3x thôi, cơ bản là được. HBC khuyến nghị mua từ tuần trước rồi, và HBC thì đã có phân tích một sóng lên, trong tuần có phân tích một điểm chỉnh kỹ thuật ở vùng 14, các anh chị có thể xem lại kịch bản của tuần trước nhé. Rồi, HBC thì thoát vùng 15 đẹp rồi, xu hướng này thì sẽ đánh về khoảng vùng 16.5, và sau đó chúng ta sẽ có những cái nhịp phân tích tiếp theo. Khả năng trong nhịp này thì tiền sẽ đổ vào bất động sản. Dòng tiền đã đánh như thế này 11 12 triệu cổ phiếu là ngon rồi. Nói chung HBC cũng ngon rồi. Rồi SCR thì đã có những cái phân tích khuyến nghị vùng này chốt đúng không? Vùng 11.5, vùng 12 chốt. Trong trường hợp các tài khoản cầm mà cổ phiếu mất vùng 11, ok, chốt hết luôn. Sạch sẽ luôn. Đất xanh cũng đã khuyến nghị, đã ngắm rồi, đã mua rồi, và bây giờ thì chúng ta đang chờ những cái tín hiệu kỹ thuật cơ bản của nhóm ngành này nữa thôi.
Giá xăng hiện tại thì nó đang hơi yếu thế một tí, cái lực cầu nó đang hơi hơi bé. Lực cầu của em này nó phải rơi vào khoảng tầm độ 8 đến 9 triệu cổ phiếu một phiên, khi đó nó mới đánh tươm được. Trên góc độ kỹ thuật thì đất xanh có vùng hỗ trợ 22 ở đây. Phiên ngày thứ 2 tuần tới, nếu như trường hợp mà đất xanh vẫn duy trì được phong độ khoảng tầm trên 5 triệu cổ phiếu đi, đó, mà vẫn giữ trên 22 cộng, có thể gom thêm. Ngắn ngắn thì sẽ đưa target của đất xanh về khoảng vùng 24.5. Ok, nhóm xây lắp thì chỉ có từng đó mã cổ phiếu là đẹp, còn lại thì cũng chưa có nhìn thấy đẹp nên chưa có phân tích. Đó, nôm na là như thế. Nhóm ngành dầu khí thì đối với hiện tại nhóm ngành dầu khí chúng ta xem nào, vàng đang bị sập, WTI giá dầu đang có hồi, Bitcoin tăng tốt đấy. Ok, đối với gas các anh chị chúng ta đây rồi. Gas thì trong tuần là gas đã đạt cái mục tiêu, tức là mục tiêu của chúng ta dự kiến nó đánh về khoảng vùng 95 đến khoảng vùng 98. Và đây là một cái nến hơi gặp vùng kháng cự nên nó chỉnh giảm này. Gas thì bây giờ nó ở đây là nó cũng xuống rồi. Khả năng thì sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 91 các anh chị. Xu hướng ngắn hạn thì gas đang chỉnh thôi, chưa thể tăng được. Chỉnh thêm 1-2 phiên nữa, sau đó tính tiếp. Rồi, PLX trong tuần thì cũng gần như đạt vùng giá mục tiêu của chúng ta 54/54, và hiện tại thì PLX đang quay lại test lại 52. Những cái điểm test của PLX như thế này khá là đẹp và chúng ta sẽ quan sát thêm. Mã cổ phiếu PET đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã về bờ, và về bờ rực rỡ, đúng không? Về bờ rực rỡ khi mà trong tuần thì PET đã đánh hoàn thiện cái vùng giá 25/25. Một câu chuyện hiện tại là chúng ta thấy rằng cái dòng tiền nó đang hướng về PET tương đối là mạnh, thì không biết là PET có ý đồ gì ở đây không? Thì để có phân biệt cái ý đồ ở đây thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái yếu tố kỹ thuật ở vùng 25.5, thậm chí là có thể vùng 25. Thì đối với PET và các tài khoản có PET hoặc các tài khoản mở mua mới của PET thì hoàn toàn chúng ta có thể canh những cái vùng này chúng ta mua. Nhưng các anh chị lưu ý, nhưng nếu trong trường hợp PET bị mất những cái vùng thủ rất quan trọng, ví dụ vùng 24, thì bắt buộc chúng ta phải bán sạch sẽ những cái vùng chúng ta mua ở trên này. Bởi vì sao? Bởi vì khi cổ phiếu bị Brexit thì nó sẽ giảm rất nhanh. Đó, ví dụ đây các anh chị, đây cũng là một cái điểm Brexit của cái nhịp trước đây. Thì sau khi mà Brexit là xuống đến đây, nó nhào xuống đây là bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra, và sau đó thì nó kéo một nhịp đây, thì bắt đầu từ đây là chúng ta lại phân tích một cái nhịp sóng lên của PET, và đến thời điểm hiện tại là PET đã ok rồi. PPS thì trong tuần là có một miếng đánh khá là tốt, nhưng 3 phiên kết tuần thì nó lại trả lại hết tất cả rồi. Với tín hiệu hiện tại của PPS thì các anh chị có thể sang tuần mới sẽ có thể test lại vùng 25, 24.9 hoặc vùng 25, 24.9 vùng 25, và tập trung quan sát ở vùng 26, quan sát những cái vùng hỗ trợ này để chúng ta đánh giá cái xu hướng tiếp theo của PPS thôi, chứ còn hiện tại là chúng ta chưa thể đánh giá thêm được. Đối với PVD, điểm test kỹ thuật của PVD tương đối đẹp, test lại vùng 19 như này đẹp, và cuối phiên thì rút chân lên ở vùng 19.5. Trên góc độ kỹ thuật thì các anh chị có thể quan sát, tức là PVD thì chúng ta cũng đang phân tích một cái sóng hồi của PVD từ cái vùng đây bắt đầu phân tích hồi lên. Thì trên cơ sở là chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu PVD, thì vẫn đang nắm ok, và có thể gom thêm ở quanh vùng 19 và chờ cho PVD đánh vượt thoát vùng 20 thì chúng ta có thể gom full hàng được. PVT trong tuần cũng đã có một cái lực đánh tương đối là tốt và đạt target mục tiêu ở vùng 21 cộng và đóng cửa ở vùng cao nhất, vùng kháng cự 22 ở đây. Thì đối với cổ phiếu này thuần về mặt kỹ thuật thì PVT sẽ có lại những cái điểm test lại, khả năng test lại. Nó test đẹp thì nó test về khoảng quanh vùng 21.5, còn nếu không thì nó có thể quay lại vùng 21 đó các anh chị. Và sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm các cái trend kỹ thuật của nó. Nhưng thông thường đối với các mã cổ phiếu thì Hùng ít khi mà khuyến nghị anh chị em mua ở những cái điểm này. Hùng sẽ chọn những cái điểm thấp ở dưới này này. Và một minh chứng thì để Hùng search lại cho anh chị một cái mã cổ phiếu PVT. Chúng ta sẽ search ngẫu nhiên thôi. Ngày 22 tháng 7, ok các anh chị, ngày 22 tháng 7 cảnh báo vùng đảo long của PVT ở vùng 17.4 đến vùng 17.5.
đề nghị các anh chị ghi chép thị trường tiếp tục canh cân tỷ trọng đó, ngày 22 tháng ngày 21 tháng 7, ngày 13 tháng 7. Ngày 13 tháng 7 báo cáo với các anh chị là sâu nhất của PVT ngày 13 tháng 7 đây. 10 giờ 30 phút đây. Là vùng 17.7 đến vùng 18 chúng ta bắt đầu bắt. Và kể từ đó thì cổ phiếu đúng 17.7 đến vùng 18 đó, đây các anh chị này. 18 gì? À, 18 đâu, đúng 18 chưa? 18 đó. Thì đó thì chúng ta không có câu chuyện nói trước và nói sau, với quan điểm của Hùng Lê là như vậy. Và chúng ta những cái gì chúng ta có thì chúng ta nói có, chúng ta không có thì chúng ta nói không có, cái gì sai thì chúng ta nói sai, cái gì đúng chúng ta nói đúng. Chứ không ai đúng 100% đâu, ông nào bảo đúng 100% ông nói phét. Thì cái quan điểm là Hùng luôn chọn những cái điểm mà cổ phiếu xoay chiều. Nếu như các anh chị học rất sâu cái lý thuyết của Livermore thì Livermore sẽ chỉ cho các anh chị là điểm xoay chiều của cổ phiếu đó là những cái điểm mà cổ phiếu sẽ đảo sọt hoặc cổ phiếu sẽ đảo long đó, và bằng cái phản xạ và bằng cái cách chúng ta chinh chiến ở trên thị trường nhiều, chúng ta sẽ nhận diện được những cái dấu hiệu mà dự báo rằng là cổ phiếu sẽ đảo những cái điểm long như vậy, nó rất là đẹp. Rồi oi đến thời điểm hiện tại cũng có một phiên trong tuần đánh đẹp nhưng mà như thế này oi hơi hơi bất cập rồi. Xu hướng quay về vùng 12.5. BSR, ok, BSR công trong vùng trong tuần công 20 cộng đẹp quá. Nhưng mà ba phiên kết tuần thì lại hỏng. Ba phiên kết tuần này hỏng, xu hướng này thì BSR sẽ quay lại kiểm tra lại vùng 10 mười mấy đấy các anh chị, 11.5 à. À xin lỗi, không phải vùng 18.5. POV kép. Về xu hướng của POV kép thì những điểm test này thì cơ bản vẫn là đạt, các anh chị chưa có những cái vấn đề gì đột biến cả. Vùng 11 đến vùng 11.3 ok này, khả năng là ok đó, vẫn còn cơ hội để chinh chiến tiếp. Kết tuần đóng đúng 11.3 tức là đóng đúng biên hỗ trợ trên thì chúng ta sẽ quan sát thêm cái tín hiệu kỹ thuật của POK ở tuần mới. Rồi nhóm P xong và bây giờ thì chúng ta sẽ điểm đến một cái nhóm rất là quan trọng, đó là nhóm ngân hàng và banh. Thì tí nữa phần cuối bản tin thì chúng ta sẽ phân tích là nguyên nhân vì đâu, do đâu và vì đâu mà chúng ta lại có một cái điểm số xanh xanh ở đây các anh chị này. Và cái điểm số xanh xanh này nó kéo hơi gấp à, và vì nó kéo hơi gấp nên là tuần mới thì nó sẽ có những cái yếu tố về mặt kỹ thuật là chúng ta cần phải lưu ý. Rồi Vietcombank à, Vietcombank có gì vui không? Sau khi đạt 100 trên 100 khả năng Vietcombank sẽ đi ngang biên 9800. Bit trong tuần thì cũng đã đạt mắc target ở 44 trên 44, đó là phiên giao dịch của ngày thứ mấy đấy ạ? Ngày 11 tháng 8 đạt 44.1 và sau đó thì Bit đang quay về test lại cung kỹ thuật và cung kỹ thuật của nó ở quanh vùng 42, khá là ok. Thì sang tuần tới thì chúng ta sẽ phải quan sát hỗ trợ thôi. Riêng nhóm banh tuần tuần mới á, là chúng ta sẽ quan sát hỗ trợ, còn nhóm banh trong cái thời gian này thì cũng rất hạn chế khuyến nghị mua. Đó, và bởi vì sao? Bởi vì banh đã chạy một cái nhịp hồi rồi. Và ví dụ với BIDV thì cũng đã có những cái khuyến nghị mà chúng ta có thể canh mua ở vùng 40. Ở vùng 40 đến vùng 40.5 để chúng ta tận dụng cái nhịp hồi. Đó, thì không search nữa các anh chị nhá, không tìm nữa nhá. Trên này nó có hết nhưng mà chúng ta cũng không tìm làm cái gì cả. ACB như vậy là nhìn chung thì ACB ngày hôm nay nó đóng như này là cần nền xác nhận. Thì bởi vì nó có một cái vùng ở đây các anh chị, 33 35.3 đến vùng 36 và cả hai tuần nay là nó chỉ đi ở trong biên này thôi. Có những cây này có bung lên một tí nhưng nó cũng không đáng kể. Nói chung là cái vùng kháng cự của banh nói chung hoặc là của mã các cái mã cổ phiếu về nhóm banh là nhìn chung đây này, kháng cự này, chỉnh này, kéo lên này, kháng cự này, chỉnh này rồi kéo lên. Thì kéo lên gặp kháng cự thì đâu đó một cái câu đọc lặp mồm ấy, là lại chỉnh đúng không? Đó, chỉnh này, kéo lên này, rồi gặp kháng cự, chỉnh này. Rồi lại kéo lên này, rồi gặp kháng cự, rồi gặp kháng cự xong rồi đến câu gì các anh chị? Rồi lại chỉnh, ví dụ thế, nói nôm na nó hơi tiện mồm là như vậy. Thì chúng ta sẽ nói vui là như vậy, nhưng chúng ta trên góc độ kỹ thuật là chúng ta cần thêm một cây nến xác nhận ở đây. Nếu trong trường hợp ACB không lấy lại được biên 35.3 như vậy là xấu. Công thương vẫn phân tuyến ở vùng 34. Thì bản thân công thương cũng vẫn kỳ vọng trong nhịp này công thương sẽ phải hồi
hồi thêm tí nữa, hồi thế này ít quá. Và biên 33.5 đến biên 34, quan sát hỗ trợ này của công thương thôi, đành vì như vậy thôi, không có cách nào cả. MBB mục tiêu thì đánh lên khoảng vùng ba mấy đấy nhỉ, 31 nhưng mà lên chưa được 31, lên được đến 30 thôi. Trong tuần vừa qua thì đi ngang và em này có hỗ trợ vùng 29-292, quan sát ở tuần giao dịch mới. Nhiều anh chị hỏi Hùng là có mua VBank không? VBank như thế này mà mua thì chết dở. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là chúng ta bất lợi về T cộng, bất lợi về giá vốn, bất lợi đủ các thứ. VBank chúng ta có những nhịp hồi hồi thế này, nhưng mà VBank đoạn này nó đánh không thơm nữa. Nói chung ăn không được bao nhiêu, mà không may nhỡ tay phát là đi luôn. VBank có thể hồi lại vùng 65, sau đó gặp kháng cự này thì khả năng lại có những cái nhịp chỉnh kỹ thuật. TP và HD. TP thì dự kiến đánh về khoảng vùng 38, trong tuần thì cũng đã có những cái nhịp đánh này gần 37.5, tức là cách 0.5 nữa thì đạt target tuần. Phiên này có những điểm mất 36 nhưng cuối phiên lại lấy được 36, vì vậy nên là nó lại cần đến xác nhận. Nó sẽ cần đến xác nhận để đánh giá xu hướng tiếp theo của TP Bank. HD Bank thì nó cũng tích cực hơn cả khi trong tuần HD Bank đạt target 36, sau đó thì lại đi về biên kỹ thuật của nó ở đây 34.3 đến khoảng vùng 35. Tuần mới thì chúng ta tạm thời chúng ta quan sát cái hỗ trợ này thôi, và nếu như trường hợp HD Bank mà gãy hỗ trợ này thì chúng ta cũng chạy nhanh nhanh lên hùng lê gãy. Gãy hỗ trợ này các anh chị này, đó, hỗ trợ dưới này. Chạy nhanh. Và chúng ta chạy trước khi mà thị trường, nói chung là cái cách mà Hùng Lê lựa chọn đó là chúng ta sẽ đi nhẹ nhàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên trong lúc mà thị trường còn đi được. Còn cái lúc mà dẫm đạp lên nhau thì đấy không phải là thời điểm tối ưu để chúng ta đi. Đấy là thời điểm tối ưu để chúng ta phân tích những mã cổ phiếu nào tốt nhất, tối ưu nhất của sau nhịp đạp đó thì chúng ta sẽ gom. SHB một tuần cũng không có nhiều dư địa, 29-30 đi ngang ở trong vùng biên kháng cự và đóng đúng biên dưới 29, và nó cũng cần đến xác nhận của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới. STB trong tuần là dự kiến cái nhịp hồi này STB có thể đi lên được khoảng vùng 30 mấy đấy này. 31.5 đi lên khoảng vùng 31.5. Nhưng mà trong tuần thì cũng đi loanh quanh ở dưới vùng 31 xong nó bị đạp. Thì STB là bị mất vùng 30 là xấu các anh chị này. Mất vùng 30 cơ bản là xấu. Nó còn một cái vùng biên hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây vùng 29. 29 còn thì nó vẫn còn có thể có một cái mô hình nho nhỏ ở đây, tức là sau khi mà đảo sọt xuống như này thì nó có thể có một cái lực bật ở đây. Cái lực bật này nó lại đi về lại vùng 31.5. Đó, vùng 31.5 dự kiến cái biên kỹ thuật nó là như vậy, có đi được về nó hay không thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Liên Việt Postbank ngày hôm nay nhìn thì không xấu, nhưng mà trên kỹ thuật là cần nến xác nhận này. Sau một cây nến rút chân như này thì chúng ta sẽ cần thêm một cái yếu tố về mặt kỹ thuật của nó để đánh giá thêm rằng ông có đi được thật không hay là ông lại quay về ông test nền. Về mặt kỹ thuật thì nếu như em này mà không gãy nền 24 thì cũng tạm chấp nhận được. Còn nếu mà gãy nền 24 thì gần như là cổ phiếu này cũng sẽ quay về gọi là về những cái vùng mà vùng hỗ trợ đáy thôi, chứ cũng không có cái dư địa để mà có thể tăng tiếp. Trong vừa qua thì BBB có một nhịp đầu tư tương đối thành công, và trong tuần thì BBB cán target vùng 22-22, có chỉnh test cung tích lũy, nhìn thế này thì cũng được đấy, cái hình doji này là cũng đẹp đó. Nhưng mà sau cái doji này thì nó phải có một tín hiệu xác nhận, tức là nó phải có một cây nến xanh, ví dụ như đây là xanh này, ví dụ như thế thì ok, như vậy là cái target mà chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng đánh vùng 22 là ok đó. Nhưng ngược lại là nếu như em này em ấy làm một cái cây nến yêu thương như này thì thôi xong đó. Thì cái biến động của cổ phiếu và biến động của thị trường nó luôn luôn biến động, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ căn cứ các cái dữ liệu của anh chị nhé, chúng ta căn cứ các cái dữ liệu để chúng ta phân tích trực tuyến. Rồi trong mã ngân hàng thì cũng sẽ phân tích thêm mã cổ phiếu MSB.
Thì đối với MSB trong tuần gần như nó cũng đã đạt được cái target kỳ vọng trong một nhịp hồi. Các anh chị lưu ý như vậy, target kỳ vọng trong một nhịp hồi. Đó là đạt về khoảng vùng 31 đến vùng 32 và trên quan điểm kỹ thuật của Hùng thì về đến vùng này là chúng ta sẽ canh chốt. Nôm na ngắn gọn như vậy thôi. Phiên ngày hôm nay thì nhóm ngành chứng khoán và một số các mã cổ phiếu về nhóm ngành chứng khoán đã có một công sức rất lớn để kéo thị trường lên ở trong cái thời điểm chốt phiên. Thì có thể là các anh chị, nếu như các anh chị nghiên cứu sâu về thị trường, nghiên cứu sâu về các yếu tố tạo lập, nghiên cứu sâu về mối liên hệ của phái sinh và cơ sở, thì có thể là tại cái thời điểm mà phái sinh bị đạp về vùng 1465 ông có phân tích lúc đầu bản tin á, thì có thể là tạo lập đang nắm một cái lượng rất lớn về 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 lực lực long, tức là khi mọi người sọt về đó thì họ sẽ chặn long để họ bắt, thì họ bắt hết tất cả các vị thế sọt rồi, đủ 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 để một cái tầm đánh của người ta, thì người ta sẽ đánh ào lên một nhịp. Đó, đạt được một target khoảng 10 điểm đến 15 điểm. Ví dụ như vậy, tức là người ta đánh rất tốc, đánh chiu 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 chiu. Đó, chỉ có 3 cái nến thôi là đã lên được một cái biên như vậy. Vậy thì với một cái lượng hợp đồng nhất định, tức là nó sẽ có một bài toán tính toán. Ví dụ như là 10.000 hợp đồng với 15 điểm, đó thì sẽ được lãi bao nhiêu? Ví dụ như vậy, không lấy ví dụ như vậy. Thì cùng với thời điểm đó, nếu để được như vậy thì chúng ta bên cơ sở thì phải kéo những cái thằng nào? Và những cái thằng nào nó dễ kéo? Ví dụ như vậy, ví dụ nhóm ngành chứng khoán cũng là dễ kéo, banh cũng là dễ kéo, hoặc là trụ cũng là dễ kéo. Vậy thì họ sẽ kéo chi 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 một phát, và sau khi kéo xong thì các anh chị biết kho thế không? Thì trên thực tế là kho thế không không lưu hành, tức là không công bố ra ngoài. Nhưng ở trong giang hồ, trong lưu lạc trên thị trường chúng ta có rất nhiều kho thế không, thì họ sẵn sàng họ mượn kho thế không, họ mua xong đó và xong đó họ sẽ trả lại cho kho, tức là những cái thuật toán nó rích rắc, nói chung là nôm na nó rất rích rắc đó. Và để hiểu được những cái đó thì nó cần có một cái thời gian rất là lớn trên thị trường để chúng ta tìm hiểu nó sâu hơn. Thì đối với VCI là đây, trong một cái phân tích nhịp trước này đúng không, lòng nó phân tích gọi là như đặt vào đầu target 60, và nhịp này thì cũng đang dự khoảng tầm độ vùng 58 đến vùng 59 chốt được. Bởi vì thế thôi, đơn giản là hỗ trợ dưới này thì chúng ta phân tích sóng lên, còn vùng kháng cự trên này chúng ta phân tích sóng xuống, còn những cái vùng này không nên mua nữa. Hôm nay có một cây hồi, những cây hồi này chả giải quyết vấn đề gì cả. Nhìn trên một cái trang kỹ thuật nó không có giải quyết vấn đề gì cả. HCM cũng có một cây nến hồi, và cây nến hồi này thì nó lại quay về lại vùng 53 và vùng 54 ở đây, đó là những cái vùng kháng cự. Và về đến những vùng kháng cự như thế này thì trên góc độ kỹ thuật lồng ít khi mà khuyến nghị mọi người chiến đấu lắm. Đó, khuyến nghị các anh chị có hàng để canh và chốt thôi. SSI cũng như vậy, SSI có vùng kháng cự ở đây rất mạnh, vùng 60. Hai cây nến bị vòng xuống và hai cây nến này vòng lên. Thì nôm na ở trong thời điểm hiện tại thì có chăng thì SSI, nếu như sang tuần mới mà SSI bay được vùng 60 thì khả năng sẽ kéo lên một nhịp lên khoảng vùng 65. Còn hiện tại thì cũng chưa có những cái đánh giá về mặt là nhóm chứng khoán sẽ có một cái sóng, tức là nó đánh một cái sóng cuối để nó hút tiền để nó phân phối thôi. Chứ còn hiện tại thì những cái điểm này thì cũng không còn để mà chúng ta chiến đấu để mà an toàn nữa. Với SHS thì đẹp hơn, SHS đẹp hơn vì sao? Bởi vì trong cái phân tích kỹ thuật của SHS á, đồng có phân tích một cái vùng trong bản đến tuần đó, chúng ta có nói đến cái vùng kháng cự đây 4445. SSS có thể có những điểm test cung về mặt kỹ thuật 41 đến 41.7, những cái kịch bản này là đã có phân tích trên bản tin tuần rồi. Thì phiên ngày thứ hai nó test về đâu này? Nó test về 418, tức là cao hơn cái vùng dự báo một tí, nói chung là tất nhiên là không thể tuyệt đối được, đúng không anh chị? Rồi và sau đó thì nó đánh lên, và sau khi mà nó lấy lên được cái vùng 45 cộng thì các anh chị, có một số anh chị có hỏi là SSS có chốt không? Thì quan điểm kỹ thuật cùng là thủng hỗ trợ là chốt. Còn nếu như nó vẫn nằm được ở trên vùng 45 cộng là sẽ là không chốt. Chúng ta cứ cầm đi. Đó, và đây, đó cái kết quả nó là như vậy. Không ai có thể phán đoán được cây nến như thế này, nhưng sẽ phán đoán được cái câu chuyện là nếu không gãy 45 là cứ cầm, cứ ôm. Có như vậy thôi. Còn ôm xong nó đi về 45 hay nó đi về 50 hay nó đi về 60 thì là câu chuyện của tương lai. Thì một cái nến đánh khá đẹp, khả năng sẽ đánh về 50 đến khoảng vùng đây thôi các chị. Đang về 50, 52.
Tức là chứng khoán nó đang kéo một cái nhịp mà theo như mình nghĩ thì nó kéo như vậy để nó hút cái dòng tiền lại thôi. Còn lòng thị trường thì vẫn đang còn rất nhiều các vấn đề mà chúng ta tí nữa cuối cuối bản tin chúng ta sẽ phân tích. MBS cũng đã có khuyến nghị mua và cái target của nhịp hồi này thì dự kiến đánh về khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 34. Trong tuần thì khá là lình xình và cuối tuần thì có điểm test lại banh 31 ở đây. Thì đối với quan điểm kỹ thuật là không gãy 31 thì cứ ôm. Đó, tức là Hùng có những cái lý thuyết như vậy. Và nếu gãy 31 thì thôi, tạm biệt và chúng ta làm vòng mới, chờ cơ hội mới, chúng ta chốt đi và chúng ta chờ cơ hội mới. Ví dụ biết đâu được gãy 31 nó về lại vùng 26 27 ở đây chúng ta lại gom lại. Đó, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ được đâu đó đã được 6 7 giá rồi. Và 6 7 giá của một mã cổ phiếu nó là rất là quý giá các anh chị. Chúng ta chắt chiu từng cái điểm lãi ở trên thị trường thì chúng ta cũng không thể vung phí cơ hội được. CTS mục tiêu là đánh về vùng 24, trong tuần thì lên được mắc ở đây là vùng 23.5, cách 0.5 nữa thì đạt target tuần. Khả năng CTS sẽ có những cái điểm biên test kỹ thuật lại quanh vùng 22. Nhìn cái đường đi của CTS ở trong thời điểm hiện tại thì cơ bản nó vẫn là xu hướng tích lũy. Mà cái cách đi của xu hướng tích lũy đó là nó đi theo hình sin trong một cái biên độ ngắn. Đó. ETF thì đánh tương đối là tươm. FTS đánh tương đối là tươm và như vậy thì xu hướng cao là FTS sẽ đi về vùng 50 rồi, với một cái dòng tiền hiện tại đang duy trì tương đối ổn định của FTS. AS thì không có gì cả, trong tuần đã đạt cái target mục tiêu 14 trên 14. Khả năng sẽ có những điểm test quanh 13, chúng ta sẽ canh lại quan sát ở biên 13. BVS mục tiêu của BVS là đánh về vùng mấy đây nhỉ? Ba mấy đây nhỉ? Mục tiêu của BVS đánh về vùng 30.5, trong tuần thì đã có 3 cây chạm 30.5 và sau đó đổ lại, nhưng mà hai phiên kết tuần thì đánh như thế này gọi là tương đối là tốt rồi các anh chị. Khả năng BVS thì xu hướng vượt 30.5 là cao. Với cái cách đi về mặt kỹ thuật như này thì vượt 30.5 là cao, tức là sau một cái nón này thì khả năng nó sẽ đi về trong nhịp này thì BVS có thể về vùng 33 và các anh chị đang cầm thì có thể canh ở nhịp sau thì chúng ta chốt. Ở VIX nhịp sổ số đi về được đến vùng 24, không đi về được đến vùng 25, về đến vùng 24 thì chỉnh rồi. Xu hướng này thì sổ số sẽ có những cái vùng test kỹ thuật ở vùng 22.21.5 đến vùng 22, ổn định thì long tiếp mà không ổn định thì đi ngang. Xu hướng hiện tại thì khả năng là sẽ đi ngang thôi. VND một trong những tứ trụ của ngũ trụ thì đúng hơn của nhóm ngành chứng khoán. Trong tuần thì VND cũng đang đi ở trên vùng 48.5, tương đối là tích cực. Thì về quan điểm kỹ thuật của VND như vậy thôi, nó không có gì cả, cứ trên 48.5 thì tôi cứ ôm đó, để có thể kỳ vọng chốt được ở khoảng vùng 55, nhưng mà gãy 48.5 là thôi tạm biệt em đó, tạm biệt chim én, anh đi coi như là anh đi làm thương vụ mới, thế vậy thôi. Đó, quan điểm về mặt kỹ thuật là như vậy các anh chị nhé. Còn không ai có thể nói tài nói giỏi được là rằng là bây giờ VND đang là vùng 50, các anh chị sẽ giữ để chốt ở vùng 65 70, nó không có. Nhưng ví dụ như Hùng sẽ có một cái cách tư duy là 48.5 không gãy thì cơ hội có thể đánh lên vùng 55. Đó, ví dụ sau khi nó công được vùng 55 rồi, nó test lại vùng 55 không gãy, đó thì cơ hội nó sẽ có thể đánh lên vùng 65. Đó là những cái tư duy về mặt logic và chúng ta sẽ luôn vận dụng cái đó thì rất là đúng. Đó anh chị, đó, ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ ví dụ như xây lên vùng 55 mà 45 48.5 nó sọt gãy rồi thì còn đâu vùng 55 nữa mà xây, đúng không ạ? Đó. Rồi, nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta cũng sẽ dừng lại như vậy thôi. Và bây giờ thì sẽ dành thời gian để phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu khác nữa. Và sau đó thì chúng ta sẽ tập trung chúng ta nói về thị trường chung. Ở giai đoạn hiện tại nói về thị trường chung để các anh chị nắm được cái xu hướng. Một số các cái mã cổ phiếu khác, ví dụ BMI. Thì đối với BMI 2 tuần vừa qua, ông này ông ấy vẫn đi vòng vo ở trên vùng 40, nói chung là nôm na cứ 40 không gãy là cứ cầm thôi.
Với mục tiêu có thể đánh lại về vùng 45 đó, và nôm na ở đây thì là cái vùng kháng cự của nó ở đây rồi, 4445 đó. Ăn thì nó sẽ đi theo hình sin, sau một cái giai đoạn hình sin như này thì nó sẽ phát đi cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo, thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Cùng với đó thì mã cổ phiếu BIC, BIC là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư, và BIC thì trên góc độ kỹ thuật thôi. Đó là chúng ta đánh giá BIC ở trên góc độ nến tuần, và BIC đang hướng về như vậy là vùng này đạt rồi đây, 27 à? Chưa đạt. BIC đang hướng về vùng giá mục tiêu 27 đến vùng 28. Nói chung là như vậy. Đang hướng về vùng 27 đến vùng 28. BIC ngày hôm nay thì cơ bản ở cuối phiên lại xanh, như vậy là đẹp rồi. Cách đánh của em này nhìn đến đến tuần thì được, chứ đến ngày hơi khó chịu các anh chị. Từng mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ có những cái yếu tố kỹ thuật khác nhau. Thì đối với PLC, PLC là chúng ta phân tích một cái điểm sửa sai. Bởi vì trong cái kịch bản mà phân tích cùng Lê Lồng chỉ phân tích PLC về đến vùng 30 thôi, và trên góc độ nến tuần trong các cái phân tích kỹ thuật của tuần trước á, thì có phân tích những cái điểm đánh giá về mặt của PLC có thể sẽ mở trend kỹ thuật từ vùng buy trở lên đó. Thì từ cái vùng này thì đây này, hình như là PLC. Bởi vì khi mà chúng ta ngày mùng 5 tháng 8 đó, thì ngày mùng 3 tháng 8 là Hùng Lê có phân tích ở đây, đó là 30 trên 30 cộng đỉnh lịch sử 31.2, và nhiệm vụ thì kết thúc, phần việc còn lại của các anh chị hoàn thành và hoàn thành target, sẽ chờ các cái điểm phân tích để làm vòng mới. Tức là đến cái phiên giao dịch ngày ngày 3 tháng 8 thì như vậy, nhưng đến ngày mùng 5 tháng 8 thì tiếp tục quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật đó, thì lại phân tích ngược lại, tức là nhiệm vụ chưa kết thúc và các cái tài khoản đã chốt còn giữ lại 30% thì ngay lập tức phải phải canh đó, phải canh mua lại đó, sẽ phải bắt đầu canh mua lại cổ phiếu này. Vì sao? Bởi vì đang có những cái tín hiệu kỹ thuật mà ở PLC có thể mở trend kỹ thuật từ vùng 30. Thì đây các anh chị nhìn ở đây, nó đánh như thế này thôi, nhưng cái cách thức của nó là như vậy. Trong những cái vùng này nó đánh, vùng biên này nó đánh rất là rích rắc, để cho các cái tài khoản nào mà chúng ta sợ là coi như bung hết hàng, sau đó nó sẽ kéo. Tất nhiên cái cách mua của cái điểm mua break thì nó có nói rồi, nó rất là khó mua và phải rất là kỹ càng, phải rất là tinh ý thì mới có thể lựa chọn được các cái điểm nhún kỹ thuật đó. Ví dụ như đây DIG đó, anh nhìn thấy đây đó, đây là nhún hai phát ở đây nó kéo này, nó nhún được một phát 31.5 này nó kéo này, thì rất có thể sang tuần tới ấy, nó chỉ nhún tí tẹo về đây thôi này. Đó, nó chỉ nhún về đây thôi này, 33, nó sẽ có khả năng nó sẽ nhún về 33 đó, xong rồi kéo piu lên một phát đấy. Cái kiểu đánh của tạo lập nó là như vậy, thì chúng ta phải rất am hiểu cái cách mà khi mà cổ phiếu đi lên những cái điểm break á, thì chúng ta mới dự báo được những cái điểm mua rất là đẹp. Thì PLC như vậy, PLC thì nhịp này đánh về 4x rồi, không có gì phải bàn cãi cả, ít nhất là vùng 38, target hiện tại đang đưa lên vùng 38, sau vùng 38 thì chúng ta tính toán tiếp. KSB trong thời điểm hiện tại cũng đã, hình như là cũng đã hoàn thành mục tiêu rồi. Đó, hoàn thành vùng giá mục tiêu 30 trên 30. Và thời điểm này thì KSB trên góc độ kỹ thuật thì cũng có đánh giá rằng KSB khả năng cũng sẽ tiếp tục đánh gãy vùng 30. Và chúng ta có thể chờ đón một cái trend kỹ thuật của KSB ở khoảng vùng 32. Tức là nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật này, ngày hôm nay nó test khá tương đối sâu đó. Những điểm test này nó test tương đối sâu. Tức là nó test lại vùng 28 không gãy, thì chúng ta sẽ nâng target của em này lên 32, gãy 28, chào tạm biệt em, chúng ta làm vòng sau anh chị nhé. Thì quan điểm kỹ thuật như vậy, về 30 chúng ta có thể chốt bớt đó, ví dụ như thế, rồi chúng ta có thể chờ lên vùng 32. Nhịp này hai con này đang đánh tương đối tốt của ngành vật liệu xây dựng. Chúng ta sẽ phân tích ba mã cổ phiếu chiến lược của chúng ta trong thời gian vừa qua của nhóm ngành dệt may, đó là cổ phiếu TNG, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có một cú bắt đáy TNG tuyệt vời. Các anh chị có nhìn thấy một cái đít chén ở đây không ạ? Đấy chính là cái đít chén mà Hùng đã Lê đã vẽ. Khi mà cổ phiếu TNG tạo đáy tạo nền, và kể từ đây thì khuyến nghị mua, xây target 1 lên vùng 22, xây target 2 lên vùng 24 và xây target 3. Đến thời điểm hiện tại với lực cầu như thế này thì khả năng sẽ lên
đến khoảng vùng 26, tức là phiên cái tuần như này tương đối là đẹp, lực cầu tốt, đang sẽ đánh lên vùng 26. Có vượt thoát được vùng 26 hay không và mở trend kỹ thuật ở đây hay không thì sẽ cần thêm các cái dữ liệu tiếp theo để chúng ta phân tích, nhưng trước mắt chúng ta sẽ phân tích về vùng 26. Cổ phiếu VGT cũng như vậy, đến thời điểm hiện tại thì gần như VGT cũng đã có một trend kỹ thuật mỹ mãn, đúng không anh chị? Từ phân tích từ những điểm đảo chiều xu hướng ở đây và đang hướng về vùng giá mục tiêu 20. Xa hơn thì chúng ta có thể kỳ vọng 21. Và VGT là một mã cổ phiếu mà team chúng ta bắt cực kỳ thành công. Tại sao lại cực kỳ thành công? Thì các anh chị có thể xem lại những cái phân tích kỹ thuật của ông Lê. Khi VGT cũng có một cái nhịp giao dịch ở trong tháng 5, và sau đó thì chúng ta đã có những cái nhịp phân tích, một cái nhịp sóng hồi của nó đạt max target ở vùng 21. Đó, nhịp đó là trong bên ngoài thì không biết, nhưng trong tài khoản trong team mùng lên là chốt, gần như chốt trọn vẹn cái nhịp sóng này, bởi vì chúng ta phân tích những vùng kháng cự rất là sát ở đây. Thì nhịp này cũng như vậy, nó lên đến vùng 20, vùng 21 ở đây thì chúng ta lại nhiệm vụ của chúng ta là canh chốt để chúng ta hiện thực hóa một cái giai đoạn đầu tư. Đó, và chốt như nào thì đã có phương pháp rồi. Đối với EVE đã khuyến nghị bắt rồi, mã cổ phiếu EVE này thì nó đánh hơi khó chịu một tí. Nhưng chúng ta nhìn ở trên góc độ kỹ thuật tuần đó, đối với EVE là phải kỹ thuật tuần. Và EVE cũng là một mã cổ phiếu rất thành công, rất có duyên với Hùng Lê. Cứ mỗi lần bắt là chỉ có ăn thôi, không có trượt vào đâu cả. Và đến thời điểm hiện tại thì EVE sẽ đang hướng về vùng giá mục tiêu 15. Các tài khoản đang cầm có thể canh ở vùng 13, 13, 2, tiếp tục gom thêm vị thế của EVE. Trong danh mục các mã cổ phiếu của nhóm ngành cao su, chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã ngành này nữa, PHR. Thì đối với PHR cũng đã được khuyến nghị mua, và vùng phân tích đảo chiều xu hướng, phân tích tạo nền tạo đáy của PHR ở khoảng vùng 48. Target 1 của PHR năm 2 đã hoàn thành rồi, và nâng target 2 của PHR lên vùng 55 đến khoảng vùng 56. Trong tuần có những cái điểm test lại vùng 52 như thế này là đẹp, và lực cầu tương đối ổn định, tương đối ổn định. Chúng ta sẽ chờ đợi target vùng 56, khả năng là sẽ ok anh chị. Rồi GVR thì chúng ta có phân tích một cái nền kháng cự của nó đây này, vùng 36. Suy sát đạt 35.5, tí tẹo nữa là đạt target tuần, thì cổ phiếu này quay về chỉnh cung kỹ thuật. Thì điểm chỉnh cung kỹ thuật này nhìn trên góc độ kỹ thuật là đẹp, đó là biên 33, 33.5 được giữ vững. Với cái tín hiệu kỹ thuật như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là target của chúng ta đang xây ở đây, đó là vùng 36, hoàn toàn là khả thi. DRC cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay, được khuyến nghị đầu tư. Đó, chúng ta sẽ xem DRC chúng ta phân tích từ cái thời thở thời nào. Đó, chứ không phải bây giờ mới mua đâu. Ví dụ nhé, mùng 1 tháng 7 à? Mùng 1 tháng 7, như đây 15 tháng 7, nhóm cao su hiện tại đó, vùng 26, 26.5, ngày 15 tháng 7 các anh chị. 26, 26.5 ở đây, 15 tháng 7 đây là 12, 14, 15 đây các anh chị này, phiên này. Đó, thì tại thời điểm này là chúng ta bắt đầu có những cái đánh giá về cái sự phục hồi ở nhóm ngành cao su từ vùng hỗ trợ này, và bắt đầu xây target 1 lên vùng 29, xây target 2 lên vùng 30.5, xây target 3 lên vùng 32, xây target 4 lên bây giờ là xây target 4, target 4 là xây lên tận vùng 40 cơ. Xây target 4 lên vùng 40 cơ. Nhưng 40 nó là một trend kỹ thuật dài các anh chị, 40 trend kỹ thuật dài, để lên được vùng 40 thì DRC nó phải thỏa mãn một số các yếu tố về mặt kỹ thuật, và hiện tại tuần vừa qua thì DRC rất đẹp, rất đẹp ở vùng 33, 33.5. Thì với một cái tín hiệu kỹ thuật rất đẹp như này thì ông phải hướng lại cho tôi về vùng nhiệm vụ đó, nhiệm vụ sang tuần mới ông phải đánh break được vùng 35, và sau khi đánh break vùng 35 thì đường về 40 nó thẳng lắm. Và đến thời điểm hiện tại thì DRC Hồng chưa có khuyến nghị chốt, và chúng ta vẫn tiếp tục cầm cho một cái trend kỹ thuật mở dài của DRC. Trong trường hợp DRC gãy vùng 32, ok, chúng ta sẽ chấp nhận chốt ở vùng này. Bởi vì sao? Bởi vì gãy 32 là hết rồi, nó không còn cái cơ hội gì nữa. Đó. Nhưng mà chưa gãy 32 thì cứ ở đó chết với anh.
Yên tâm là như vậy. DRI trong tuần thì cũng đã có những cái điểm đánh rất đẹp và nó đạt cái vùng giá mục tiêu 11.2, thậm chí là đánh lên vùng 11.5. Sau đó những cái phiên như này là hỏng rồi này. Thực ra là hỏng là không phải hỏng hẳn, nó là gọi là hỏng, là hỏng là khi mà cổ phiếu gặp kháng cự các anh chị thì nó rụt cổ thôi, nó đội đầu đau mà. Cổ phiếu nó như con người ấy. Nó đi lắm thì nó sẽ mỏi, đúng không? Mà nó đội vào đầu chúng ta đang đi cái gì mà chúng ta đập đầu vào trần thì chúng ta có thể đau 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 thì rụt cổ lại. Đây thì nó đội vào trần này. Đây là trần này. Đó, cái trần này là to này, trần 11.5 này cũng to mà trần 12 này cũng to này, mà hôm nay là đội đầu lên 11 mấy đấy này, 11 11.7, gần suýt soát 12. Thì DRC nó sẽ à DRI nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh quanh vùng 10.5. VHG thì lái đang gom, gom gì mà gom lắm thế không biết, không mãi không chịu đánh. Vẫn đang gom, gom miệt mài nhảy. Vùng 2.3. Cứ chạm 2.3 thì nhồi lên. Ở thế thì tuần tới ta cứ 2.3 ta mua, 2.5 ta bán. Xem nào được 0.2, được bao nhiêu phần trăm nhỉ? 0.2 mà chia cho 2.3. Úi cha. Các anh chị 8%. Ô. Ô. Đó, à, đây cũng là một cái ý tưởng đánh hay này. Vui vui thôi nhá anh chị nhá, chứ còn không không ai mà chơi quả này đâu, nhưng mà ông này ông chơi quả này đấy hơi giật mình đó, nhìn thế này thôi 8%. Đấy, nếu mà chúng ta sẵn hàng trong tài khoản đó, nửa cứ tối thì ta đặt mua vùng 2.3. Xong rồi ta lại đặt bán vùng 2.5, khớp 2.5, bán 2.3, mua 2.3, khớp bán 5 2.5, cứ làm liên tục như vậy trong tuần vừa qua 1 2 3 4 5 6 6 8 4 8 cũng 48% trong một tuần, cũng khá là hay. Đánh T0 luôn, đánh trên danh mục của mình luôn. Ừ. Đấy, nếu mà cù nhầy, nếu mà lái cù nhầy thì ta lại làm như vậy. Còn phải chờ thôi, nói chung là phải chờ. Đấy cũng là một phương pháp khá là hay, chém cá trên thớt 8%. Đẹp đó. Chém được 8% một nhát là không phải vừa đâu. Tự dưng là lái nó đánh cù nhầy lại phát hiện thêm phương pháp đánh mới. Rồi, nhóm mía đường anh chị, nhóm mía đường cũng rất là đẹp, đã được khuyến nghị phân tích đầu tư. Đối với nhóm mía đường SBT, hướng target tuần hai vùng ở đây là hướng target tuần vùng 20.5, vùng 21 đây. Cây nến này thậm chí là SBT còn đạt vùng 21.4 sau đó mới bị chỉnh, và nó chỉnh như này nó cũng gọi là ổn về mặt kỹ thuật, đó là nó sẽ test lại biên trên, đó là vùng 19.5. Nó lấp lại gap thôi, và cái điểm lấp gap này mà đẹp mà ổn định thì chúng ta sẽ có cái phân tích thêm về mặt kỹ thuật của nó ở đây. Lực cầu tiếp tục quay trở lại ổn định và tốt thì chúng ta sẽ đưa lại target ở vùng 21. Thoát vùng 21 thì có thể đưa lên vùng 223, nhưng còn đấy là câu chuyện sau. QNS đến thời điểm hiện tại thì QNS cũng đã có những cái điểm mở trend kỹ thuật rất là đẹp trong nhóm ngành mía đường, và mã cổ phiếu QNS này cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư. Hiện tại thì với xu hướng hiện tại thì QNS hoàn toàn có thể cán lại vùng giá mục tiêu ở đây, nó khoảng quanh vùng 49 đến khoảng vùng 50 các anh chị. QNS thì khả năng cao là sẽ đi lên được 50. Điểm mua thì nó không còn nữa các anh chị nhé, điểm mua thì nó chỉ là những cái điểm test kỹ thuật ở đây này, anh chị mua được thì được, chứ còn bây giờ nó không còn nữa. LSS được cũng được khuyến nghị đầu tư, và LSS thì chúng ta phân tích một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật khá là sớm, từ vùng đâu đó đây này từ vùng 9 đến vùng 9.3, mục tiêu đánh lên vùng 10.5, sau đó có những cái điểm test kỹ thuật. Và LSS thì cũng đang đi về trong tuần là đi về những cái target tương đối đẹp đó, 10 điểm cao nhất nó nhồi lại được cho đây đi 11.6, 11.6 đến vùng 12, tức là ở đây nó là cái vùng giá mục tiêu mà nó đi đến. Thì chúng ta làm một nhịp ngắn ngắn như vậy thôi, và nhịp này thì canh chốt, chốt xong thì cổ phiếu chỉnh, chỉnh xong thì chúng ta lại làm vòng mới. Nhóm cổ phiếu thủy sản các anh chị nhá, FMC đạt target tuần 40 trên 40. Và khả năng thì nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật của nó ở đây, tức là nó quay về test lại 40 trước khi mà hình thành xu hướng mới. VHC cũng đạt target tuần 44 trên 44.
không phải bây giờ chúng ta mới mua VHC đâu. VHC chúng ta phân tích một cái target đầu tiên của nó là 42. Sau đó test kỹ thuật ở vùng 41.3 không gãy thì nâng target lên vùng 44 và tiếp tục test 44 không gãy thì chúng ta có thể kỳ vọng target của em này lên khoảng vùng 46, thậm chí có thể lên vùng 48. CMX rồi, CMX chia cổ tức xong 11.5 vùng hỗ trợ khuyến nghị mua. Mục tiêu của CMX thì đang khá là chuẩn bị hoàn thành cái vùng giá mục tiêu rồi, 13.3 đến vùng 13.5, đây là vùng giá một. Phiên này tăng khá là tốt. ANV như vậy là sau khi mà cổ phiếu ANV có những cái điểm test kỹ thuật của nó ở đây các anh chị này, đó chúng ta đã có phân tích rồi, vùng 28.5 không gãy. Sau đó chỉ có test phiên hôm qua thôi, phiên hôm nay thì không test về đến vùng 28.5, test quanh 29. Cuối phiên thì đâm gãy được cái vùng 30 và với xu hướng hiện tại thì cổ phiếu này sẽ hướng lên vùng 32. Thoát được 32 thì sẽ nâng mark target của em này lên khoảng vùng 34. Và về đến vùng đó thì anh chị em của chúng ta sẽ canh chốt mã cổ phiếu này. ACL thì đánh vui vui thôi. Nôm na là ACL thì đây, nó vùng 11 đúng không ạ? Và dự phóng thì nó đánh lên được khoảng đây này. Thế thôi, kháng cự. Phiên này là chạm được 12.5 rồi đấy. À, phiên ngày hôm nào nhỉ? Phiên ngày thứ tư chạm 12.5. Từ vùng 11 mà đánh lên vùng 12.5 là 1.500 trên 11. Ok, các anh chị làm 13,6% trong vòng độ khoảng 2 đến 3 tuần. 3 tuần đi, chúng ta làm 3 tuần mà khoảng 10% được. Quá ổn, nhẹ nhàng. IDI hoàn thành target vùng giá mục tiêu 6.5 đến 6.5 và IDI thì một mã cổ phiếu khá là hay. Và khuyến nghị mua khá là sớm bởi vì IDI nó đi cặp với cả ASM 20 tháng 7 này. Ngày 13 tháng 7 khuyến nghị bắt IDI. Vùng 5.5 đến vùng 5.7. Và khi cổ phiếu này đánh thoát 6 thì cân bất chấp, tức là có nghĩa là cân hết vị thế mà mình cần mua. Đó, tức là đây này, phân tích này được đánh giá từ ngày 27 tháng 7 này. Ngày 20 tháng 7 thì có đánh giá đến IDI này. Và ngày chính xác nó phải là ngày 27 tháng 7. Đó. Và hiện tại thì nó cũng không còn những cái điểm mua đẹp nữa, tức là hết 6 là mua. Xu hướng này thì IDI sẽ khả năng đánh, chúng ta sẽ nâng target lên thôi. Sang các cái phiên giao dịch tuần tới nó sẽ có thể có lại test lại điểm vùng 6.3 nhỉ, 6.3. Hợp lý, test lại những điểm 6.3 mà không gãy thì nâng target của em này, lực cầu tiếp tục quay lại khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu là đẹp rồi. Đó, khoảng tầm 2 triệu, ok đúng không? Khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu là đẹp rồi. IDI nó khoảng tầm 2 triệu thôi. Thì sẽ nâng target của em này lên 7. Phân tích luôn mã cổ phiếu ASM. Thì ASM là một mã cổ phiếu nó cũng rất là đẹp, nó chạy cùng với mã cổ phiếu IDI. Đang search lại cổ phiếu ASM này. Thì ASM cũng liên tục được có những cái khuyến nghị mùng 5 tháng 8 này, mùng 9 tháng 8. Trong team một số các anh chị đang nắm ASM này thì chú ý này, tức là trong phiên ngày mùng 5 tháng 8 là khuyến nghị cân thêm khoảng 30% tỷ trọng vùng 13.4, nắm vùng test đó, vùng 13.4 đến khoảng vùng 14.5, tại vì là ASM thì cái biên dao động nó tương đối là lớn. Đó. Thì đến thời điểm hiện tại là ASM đã vượt thoát chính thức trong tuần là vượt thoát vùng 15 và đang hướng về vùng giá mục tiêu, khả năng là ASM sẽ đi về khoảng vùng 16.8 đến khoảng vùng 17. Sau đó vượt thoát được cái vùng này thì căn cứ cái lực cầu và với cái lực cầu hiện tại thì khả năng ASM sẽ đi xa đó, nó không đi như vậy đâu. Khả năng là sẽ đánh về vùng 19 đến vùng 20. Tất nhiên nó sẽ phải cần về đến vùng 16, 17 đây thì cũng sẽ đánh giá thêm cái tín hiệu kỹ thuật ở đây rồi chúng ta mới nâng target của em này lên vùng 19 đến vùng 20 được. Chứ chúng ta không nâng một cách gọi là
không có cơ sở, hay là chúng ta nâng một cách gọi là chém gió thì nó không có trong những cái thuật toán phân tích của ông Lê. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ có khoảng tầm 10 phút cuối, 10 đến 15 phút cuối chúng ta nói về thị trường, làm ngụm nước đó. Trời hơi nắng. Rồi các anh chị, thị trường của chúng ta sẽ đi đâu về đâu? Thì 15 phút đầu của bản tin, đúng không ạ? Chúng ta đã có những cái đánh giá rất là chi tiết về cái xu hướng của thị trường, đâu là kháng cự, đâu là hỗ trợ, và từng phiên giao dịch thì nó có những cái biến số của thị trường khác nhau. Nó không giống cái nào cả, không có cái nào giống cái nào hết trơn á. Và để chủ động được giao dịch thì các anh chị cần phải định vị được mình đang đứng ở đâu trên thị trường, ở trên cái biểu đồ tâm lý. Đó, ví dụ như mình đang đứng ở đây, đó là đứng kháng cự. Nhưng mình đang đứng ở đây là đứng ở hỗ trợ ngắn. Còn mình đang đứng ở đây có nghĩa là phá mất hỗ trợ ngắn rồi. Đó, ví dụ như vậy là rất có thể phá hỗ trợ rồi thì nó sẽ đạp thôi. Đây là một cái lực đạp. Khi mà cổ phiếu phá hỗ trợ, hoặc là mình đang đứng ở vùng 1465 thì mình đang đứng ở đâu các anh chị? Mình đang đứng ở hỗ trợ rồi. Bởi vì 1465 là vùng mà cũng đã phân tích rồi. Đó, ví dụ như vậy. Hoặc là ví dụ index của chúng ta. Đó. Ví dụ trong phiên ngày hôm nay đạp 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 và đạp đến vùng 1335 đến vùng 1340. Vùng đấy là vùng gì ạ? Chúng ta đang đứng ở đâu ạ? À, chúng ta đang đứng ở hỗ trợ. Đó, ví dụ như vậy. Thì khi chúng ta đứng ở hỗ trợ thì chúng ta cần làm gì ạ? Và khi chúng ta đứng ở kháng cự chúng ta cần làm gì? Thì đấy là những yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng. Và để đánh được cổ phiếu thì đầu tiên chúng ta phải phân tích được thị trường chung. Phân tích được thị trường chung rồi, chúng ta đặt cổ phiếu vào trong bối cảnh của thị trường chung, rồi chúng ta mới đi phân tích. Rồi chúng ta đặt nhóm ngành vào trong bối cảnh của thị trường chung để chúng ta phân tích. Đó, nôm na nó là như vậy. Tuần tới thì vẫn tiếp tục đánh giá cái vùng kháng cự của thị trường. Không có gì thay đổi cả. Nói chung là vùng đối với chỉ số index đó là vùng 1370 vẫn là vùng kháng cự rất là mạnh. Thậm chí thị trường có thể có những cái lực hồi, nhưng những cái lực hồi đó thì cũng sẽ đánh giá thêm. Còn trong ngắn hạn, bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cái cây nến thần tốc ở đây. Cây nến thần tốc này ở đây nó có một cái mắt xích liên quan đến phái sinh, nó có một mắt xích liên quan đến kho T0 và nó có một mắt xích liên quan đến các yếu tố tạo lập mà nôm na là nói chung là diễn đạt thế nào cho nó dễ hiểu này, nó hơi khó hiểu cái khái niệm này, nó hơi trừu tượng nhưng nôm na các anh chị hiểu như vậy. Thì nó đi hơi hơi vấp, hơi hơi nhanh. Và cái câu chuyện là đi hơi nhanh này thì nó lại co cụm lại, các anh chị có thể hình dung là đây. Nó co cụm lại ở nhóm ngành, nó co cụm lại ở nhóm ngành chứng khoán. Nó co cụm lại ở nhóm ngành chứng khoán, chủ đạo là nhóm ngành chứng khoán cùng với mã cổ phiếu VPBank được kéo trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cùng với đó thì nhóm trụ có Vinhome và MWG và FPT. FPT, nhóm Blue vừa có FPT. Thì đấy là những con trụ cột, tức là tạo lập không kéo cả thị trường mà kéo một số ít con thôi để lấy điểm số, để đánh phái sinh. Thì đấy là mục đích, đấy là họ dùng cho mục đích cá nhân, và mục đích đấy là một cái mục đích rất nhỏ. Đó, mục đích là mục đích rất nhỏ, mục đích đấy không có ý nghĩa về việc tạo lập cả xu hướng thị trường. Thị trường chúng ta muốn đi được á, là nó phải có tạo lập cả xu hướng thị trường. Còn nếu như chỉ tạo lập ở một cái góc cạnh nhỏ như vậy thì thị trường của chúng ta sẽ còn khó khăn, thị trường của chúng ta sẽ còn có những cái điểm test kỹ thuật, và sau những điểm test kỹ thuật đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Thì Hùng nói như vậy để các anh chị mường tượng được là thị trường chung của chúng ta nó vận động như thế nào. Thì ngắn hạn là index có thể quay về test lại vùng 350. 1350 là chắc chắn là không có cái gì phải bàn cãi cả, chắc chắn là sẽ test về 1350. Và sâu hơn thì chúng ta lại phải định vị lại cái vùng mà Hùng đã phân tích ở đây, đó là vùng 1335, 1340 trong cái bản tin được phát đi kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ năm. Cùng với đó thì chỉ số VN30, F1M đó, nó cũng đi vấp, đi vội, đi vàng. Đi vấp, đi vội, đi vàng như vậy thì nó cũng sẽ phải quay về test lại vùng 1475 điểm. Đó, ngắn hạn là nó sẽ quay về test lại vùng 1475, 1475 ở đây. Ở vùng 1475 này mà giữ được ổn định, ok, thì như vậy là chúng ta sẽ có những câu chuyện lực hồi sau đó thì chúng ta sẽ phân tích sau. Nhưng nếu mà vùng này mà không giữ được thì xu hướng anh chị nhé, sẽ quay về 1470. Sau đó thì có thể vùng 1460. Đó là những cái vùng sự test kỹ thuật ở đây và những cái vùng mà thị trường và chỉ số phái sinh cần có thời gian để xây lại nền ở đây.
Đó, khi nó tạo đáy xây nền nó không phải một phiên nó đi ngay được đâu anh chị, nó phải vài phiên, nó không có gì phải vội vàng cả. Còn đối với chỉ số VN30 nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Nó hoàn toàn tương tự như vậy. Sau khi mà nó thoát được ra khỏi cái vùng 1465 nó đi rất 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 gấp với anh chị này. Đó, những cái điểm đi này rất gấp. Và chính nó gấp như vậy nên là nó sẽ trả lại các anh chị, nó trả lại. Đó. VN30 thì khả năng sẽ trả lại quanh 41475. 475. Sâu hơn thì nó sẽ quay về test lại vùng 1465, và từ vùng 1465 này thì cũng sẽ có thêm phân tích rằng thị trường của chúng ta có tạo nền, có tạo đáy được hay không. Thì quay trở lại thì ông sớt lại cái ý mà ông sẽ sớt lại cái ý ở ở đầu bản tin mà chúng ta có nói đến cái yếu tố tạo lập của vùng bao nhiêu nhỉ? Ở yếu tố tạo lập của vùng 1000, vùng kháng cự. Cái điểm mấu chốt vấn đề trong cái bản tin mà phân tích tối ngày thứ hai á, tối ngày thứ hai ở đây kết thúc tối ngày thứ hai, thì trong cái ý ba này các anh chị này, theo ông nhận định thị trường sẽ có một nhịp nhún ở trong nhịp tăng này, điểm nhún này rất nhanh và sau đó lực long thắng thế sẽ kéo thị trường break nền kháng cự vừa cập nhật ở mục 1. Và như vậy chúng ta sẽ chốt một phần chờ thị trường chỉnh để cân lại để kéo về vùng kháng cự, đó là dự báo sớm. Và đó là dự báo sớm mà chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá trên nhóm. Thế thì quay ngược cái ý này, trong cái ý này thì Hùng có nói đến một cái yếu tố về mặt kỹ thuật, đó là thị trường sẽ sọt trong một cái điểm sọt rất nhanh. Và từ cái điểm sọt rất nhanh đó thì lực long quay trở lại rất nhanh để có thể kéo thị trường và bắt thị trường bắt nhịp lại để chúng ta đánh đánh cái vùng kháng cự này. Đó, tức là quay thị trường, đưa thị trường quay trở lại vùng kháng cự này. Thì nhìn về mặt yếu tố kỹ thuật của tuần vừa qua và nhìn về mặt yếu tố kỹ thuật của phiên kết tuần thì đây cũng có thể sẽ là một cái điểm nhấn kỹ thuật cực kỳ quan trọng trong phiên giao dịch của ngày thứ hai để chúng ta đánh giá rằng lực long có quay trở lại đây không, thị trường có quay trở lại hay không, và cùng với thời điểm đó thì chúng ta cần phải xào nấu lại và có một góc nhìn tổng quan về nhóm ngành đó để chúng ta xem là như vậy điểm này chúng ta bắt đáy được chưa. Bởi vì ngay từ cái điểm thứ hai, ngay trong cái bản tin này thì cũng đã có những cái ý đồ nhất định, đó là gì, thị trường sẽ chỉnh chỉnh xong và chỉnh rất nhanh, và từ cái điểm chỉnh rất nhanh đó thì chúng ta phải bắt lấy cái cơ hội là chúng ta đã chốt ở đằng trên, thì cái phần chỉnh đó là chúng ta phải cân lại cổ phiếu. Thì phiên ngày thứ hai và khả năng sẽ đến cùng lắm là đến phiên ngày thứ ba thì chúng ta sẽ đánh giá được khá là chính xác về cái ý đồ của thị trường. Còn lại trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, cơ bản thị trường sẽ test cung, test kỹ thuật để cân lại cung cầu, cân lại cái tính ổn định của thị trường. Bởi vì đây là những cái điểm đánh rất dốc, và những cái điểm đánh dốc này thì nó chỉ mang một cái cụm thôi, tức là nó chỉ co cụm ở trong một số các cái đối tượng thôi, còn nó chưa thể hiện được cái yếu tố bao trùm của cả thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính vì vậy chúng ta sẽ cần thêm cái dữ liệu của phiên giao dịch ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba để chúng ta đánh giá thêm cái đường đi của thị trường, và để được cập nhật những cái thông tin chi tiết như vậy, cập nhật những cái mã cổ phiếu có thể đảo chiều xu hướng, những cái điểm mua đẹp đó, để tham khảo thêm các cái phân tích về thị trường, thì Hùng Lê cũng kính mời anh chị em nhà đầu tư ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc thì sẽ về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS. Và cùng với đó thì Hùng Lê cũng rất là mong muốn với những cái thông tin rất là có ích, với những cái thông tin chia sẻ của Hùng Lê như vậy thì chúng ta có thể chia sẻ những cái thông tin này, những cái bản tin này đến với anh em, người thân, đến với cộng đồng nhà đầu tư khác ở bên ngoài. Tức là nôm na là như vậy, với một cái mong muốn duy nhất đó là nhà đầu tư sẽ có thêm một cái kênh thông tin để tham khảo tối ưu tốt nhất trong cái quá trình đầu tư, và biết đâu đó được thì họ sẽ học hỏi thêm được một số các cái ý mà Hùng nói qua các cái bản tin tuần đó, ví dụ như vậy, thì để chúng ta hoàn thiện hơn, để chúng ta càng ngày chúng ta có thêm những cái nền tảng kiến thức tốt hơn, và chúng ta sẽ thành công hơn đó. Mong muốn chỉ như vậy thôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả những anh chị em nhà đầu tư cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng trong các cái bản điểm tin tiếp theo.